Vị thế của đồng tiền lên ngôi khiến những câu lạc bộ giàu có trở thành những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Chính vì vậy mà thế giới bóng đá chúng ta càng ngày càng ít đi những câu chuyện cổ tích như Leicester đã làm được vào năm 2016. Nhưng mùa giải này có thể sẽ khác khi mà những Aston Villa, Bayer Leverkusen hay Girona đang trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Còn quá sớm để nói rằng họ là nhà vô địch ở cuối mùa giải, nhưng ít ra khi có họ mới giúp bóng đá trở nên nhiều màu sắc hơn. Aston Villa bắt đầu mùa giải với chuyến làm khách đến sân St. James Park của Newcastle. Đoàn quân huấn luyện viên Unai Emery đã nhận thất bại thảm hại với tỷ số 1-5. Sau trận đấu, ai cũng bắt đầu chê cười huấn luyện viên người Tây Ban Nha khi ông tiêu khá nhiều tiền vào chuyển nhượng nhưng lại phơi áo ngay trận ra quân. Tuy vậy, duy chỉ có một người không cho rằng Aston Villa là đội bóng thất bại, đó là Sir Alex Ferguson. Khi được hỏi câu lạc bộ nào gây ấn tượng nhiều nhất sau vòng đấu đầu tiên của Premier League, ông trả lời: Aston Villa, đó là đội bóng mà tôi cảm thấy ấn tượng nhất. Họ là đội bóng chơi hay hơn nhưng lại nhận thất bại với tỷ số khó hiểu. Dù gì cũng chỉ mới là trận đầu tiên của mùa giải, tôi tin rằng Aston Villa sẽ là đối thủ khó chịu với bất kỳ ông lớn nào trong mùa giải này. Quả đúng như những gì mà cựu huấn luyện viên người Scotland nói, Aston Villa thể hiện phong độ rất cao trong những vòng đấu tiếp theo. Họ liên tục giành những chiến thắng, thậm chí là đánh bại những đội bóng trong nhóm Big Six như Chelsea, Tottenham. Một Man City hùng mạnh cũng phải chịu chung số phận khi nhận thất bại với tỷ số 1-0. Cả trận đấu ngày hôm ấy, Aston Villa tung ra đến 22 cú sút trong khi Man City chỉ là 2. Những cú sút mà The Citizen tung ra về phía khung thành của Emiliano Martinez đã diễn ra từ phút 11. Tức trong 80 phút còn lại của trận đấu, Man City không thể tung ra được thêm bất kỳ một cú sút nào nữa. Chỉ 4 ngày sau, họ tiếp tục chạm trán Arsenal và cũng lại giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Dù không thể nói là họ chơi hay hơn so với pháo thủ, nhưng bằng sự kiên cường và quyết tâm, họ đã khuất phục được Arsenal của Mikel Arteta. Trong chuỗi trận với nhóm Big Six, chỉ có Liverpool mới có thể khuất phục được đoàn quân huấn luyện viên Unai Emery. Dù sao việc giành chiến thắng 4 trên 5 đội thuộc nhóm Big Six đã là thành tích vô cùng tuyệt vời rồi. Họ chỉ còn thử thách duy nhất là Man United tại vòng đấu cuối cùng của lượt đi. Aston Villa thực sự đang trở thành đối thủ thách thức cho ngôi vô địch với những Man City, Liverpool hay Arsenal. Chẳng ai ngờ được đội bóng này lại có thể tạo ra những điều phi thường như thế này. Khi mà Ngoại hạng Anh đang quá quen với việc Man City giành chức vô địch thì những người xem bóng đá trung lập rất thích viễn cảnh một đội bóng ngoài nhóm Big Six có thể lật đổ được sự thống trị của các đại gia này. Tại Bundesliga, gã khổng lồ Bayern Munich thể hiện sức mạnh vượt trội so với phần còn lại của giải đấu. Suốt 10 năm qua, chẳng có một đội bóng nào có thể phá vỡ được sự độc tôn của Hùm Xám. Ở mùa giải năm ngoái, tưởng chừng như Dortmund đã có thể làm điều đó. Những trận hòa tai hại trước Mainz đã khiến đội bóng vàng đen dâng chức vô địch vào tay của Bayern. Đó cũng chính là mùa giải bất ổn nhất của Hùm Xám trong suốt 10 năm qua. Ấy vậy mà chân mệnh đế vương buộc phải tiếp tục giành lấy chiếc đĩa bạc. Nhiều người nói rằng nếu mùa giải năm ngoái không thể lật đổ được Bayern thì sẽ chẳng bao giờ có thể làm được nữa. Bởi đội chủ sân Allianz Arena vừa tậu về một siêu tiền đạo người Anh mang tên Harry Kane. Ở thời khắc mà người ta tuyệt vọng nhất thì một chùm tia sáng hiện lên với sự xuất hiện của Bayer Leverkusen. Đoàn quân huấn luyện viên Xabi Alonso trình diễn lối đá tấn công vô cùng rực lửa. Họ liên tục giành chiến thắng trước các đối thủ yếu với tỷ số cách biệt. Ngoài thủ môn ra thì vị trí nào cũng có thể ghi bàn. Bằng chứng là dù đã có đến 39 pha lập công tại Bundesliga mùa giải này, nhưng người dẫn đầu trong danh sách lập công của Leverkusen là Victor Boniface với chỉ 8 bàn thắng. Tại sao họ lại thi đấu hay đến thế? Đó là nhờ vào sự kết hợp vô cùng ăn ý giữa các cầu thủ. Nếu ít khi theo dõi tình hình chuyển nhượng của câu lạc bộ thì bạn không thể nào ngờ rằng những Grimaldo, Saka, Hoffman, Boniface chỉ vừa mới cập bến đội chủ sân Bay Arena vào kỳ chuyển nhượng hè vừa qua. Bằng khả năng quản lý phòng thay đồ cũng như sự xuất sắc trong chiến thuật giúp Xabi kết nối được cầu thủ không phải là siêu sao top đầu của bóng đá châu Âu trở thành cỗ máy bất bại như thời điểm hiện tại. Leverkusen là đội bóng duy nhất tại năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu chưa phải nếm mùi thất bại tại mùa giải này. Ngay cả Bayern Munich cũng bị Leverkusen cầm hòa với tỷ số 2 đều trên sân nhà Allianz Arena. Từ một đội bóng nằm trong nhóm cầm đèn đỏ mùa giải năm ngoái, Xabi đến đây và giúp Leverkusen cán đích ở vị trí thứ 6 chung cuộc chỉ sau 5 tháng lên nắm quyền. Với tình hình nhân sự không quá xáo trộn ở mùa giải này cũng như phong độ rất cao trong thời gian gần đây, ai cũng mong rằng Leverkusen có thể thay những đội bóng còn lại ở Bundesliga lật đổ được gã khổng lồ Bayern Munich. Thật sự mùa giải này đang chứng kiến quá nhiều điều bất ngờ. Ở La Liga chẳng ngờ rằng Girona lại đang là đội dẫn đầu bảng xếp hạng, dù cho hai gã khổng lồ Barcelona và Real Madrid vẫn còn ở đó. Vậy tại sao lại có câu chuyện lạ lùng như vậy xảy ra? Mọi chuyện bắt đầu khi huấn luyện viên Michel lên nắm quyền Girona vào năm 2021. Ông giúp câu lạc bộ cán đích tại vị trí thứ 6 ở giải hạng 2 của Tây Ban Nha. Trong loạt trận playoff giành quyền lên chơi tại La Liga, Girona đã xuất sắc đánh bại Eibar và Tenerife để giành lấy tấm vé cuối cùng thăng hạng giải đấu cao nhất xứ sở đấu bỏ. Tại mùa giải 2022-2023, Michel giúp câu lạc bộ cán đích ở vị trí thứ 10 chung cuộc tại La Liga, một thành tích không đến nỗi nào với một câu lạc bộ mới chỉ lên chơi tại giải đấu này.
Mặc dù gán mác là đội bóng nhà giàu khi có chủ sở hữu là tập đoàn City Football Group, đây cũng là chủ sở hữu của một Man City hùng mạnh tại ngoại hạng Anh. Nhưng trên thực tế, Girona không nhận được quá nhiều nguồn tiền đầu tư từ giới chủ siêu giàu của mình. Mùa hè vừa qua họ chỉ tiêu khoảng 22 triệu euro vào kỳ chuyển nhượng, chủ yếu là những cầu thủ không có quá nhiều tiếng tăm tại bóng đá châu Âu. Ấy vậy mà Michel lại có thể kết hợp họ lại với nhau để tạo thành một Girona như hiện tại. Cũng giống như Leverkusen, đoàn quân huấn luyện viên Michel trình diễn lối đá tấn công vô cùng hoa mỹ. Họ liên tục giành chiến thắng từ trận này đến trận khác. Nhưng rồi cuối cùng thất bại cũng đã đến với Girona khi họ phơi áo ba bàn ngay trên sân nhà trước Real Madrid. Ai cũng nghĩ rằng, thì ra chỉ tới thế này thôi. Họ suy cho cùng cũng chỉ là hiện tượng của mùa giải và sớm bị những Real Madrid hay Barcelona giải mã. Nhưng không trái với những dự đoán đó, Girona sau thất bại trước Los Blancos vẫn giữ cho mình tinh thần lạc quan. Họ tiếp tục giành chiến thắng ở các vòng đấu tiếp theo. Thậm chí hôm qua họ còn đánh bại Barcelona với tỷ số 4-2 ngay trên sân nhà của đối thủ. Ngoài trận thua trước Real Madrid ra, họ còn thua ai nữa đâu. 16 vòng đấu, 13 chiến thắng và 2 trận hòa. Girona đang chiếm trệ trên ngôi đầu bảng với 41 điểm, hơn đội xếp thứ hai Real Madrid 2 điểm. Cả Aston Villa, Leverkusen và Girona đều không sở hữu quá nhiều siêu sao trong đội hình. Nhưng cả ba đều đang được huấn luyện bởi những huấn luyện viên vô cùng tài năng. Thật trùng hợp khi ba huấn luyện viên của họ đều là người Tây Ban Nha. Có thể coi người Tây Ban Nha đang làm mưa làm gió không chỉ ở quốc nội mà còn lan tỏa sang các quốc gia khác. Vật chất leo thang, giá trị của đồng tiền ngày càng bành trướng được sức mạnh đáng sợ. Ma lực của đồng tiền khiến bất kỳ đội bóng nào cũng phải nể phục. Nhưng đồng thời nó cũng khiến những đội bóng nhà nghèo khó có thể nghĩ đến việc tạo nên những câu chuyện cổ tích. Ai cũng nói rằng Leicester 2016 là đội bóng cuối cùng có thể làm được điều đó trong thế giới bóng đá hiện đại. Xét cho cùng, mọi thứ sau một vòng tuần hoàn cũng chỉ quay về hai từ đồng tiền. Nhưng nếu bóng đá mà dễ đoán như vậy thì còn gì là bóng đá, còn gì là môn thể thao số 1 hành tinh. Phải có một đội bóng nào đó có thể vươn lên chứ. Và nó đã đến trong mùa giải này. Thậm chí ba câu lạc bộ tại ba giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, ngay cả ở Ligue 1, Nice cũng đang nhăm nhe cho việc lật đổ Paris Saint-Germain với lối đá rất Mourinho khi chỉ mới thủng lưới 6 bàn sau 15 trận đã đấu tại giải quốc nội. Nhưng cũng thật khó để họ có thể làm nên bất ngờ trước gã nhà giàu nước Pháp khi cũng chỉ mới ghi được 15 bàn thắng. Nhưng dù sao với ba đội bóng là Aston Villa, Leverkusen và Girona cũng đủ để khiến mùa giải này trở nên hấp dẫn hơn, không bị quá một màu như những mùa giải trước. Dù cho đến thời điểm hiện tại, những người xem bóng đá như chúng ta vẫn chưa thể khẳng định được họ có thật sự là ứng cử viên vô địch hay không, hay chỉ là phong độ nhất thời. Đến một thời điểm nào đó của mùa giải, họ sẽ bắt đầu gãy dần. Chuyện đó để tính sau, còn ở thời điểm hiện tại, chính nhờ những đội bóng thú vị như vậy mới giúp cho bóng đá tạo thêm được những gia vị mới vô cùng tuyệt vời.